Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinadana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesu mityachara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura meramya machapapamayathana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất sai. Imani bancha sikha badane sa thuk ang katwa apamade na nicha ka lang sammarakitappang. Chỉ thiện tính nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch với vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời vẫn nên như vui. A ma phần tê dạ xin vâng. Sĩ lê na su ga tân nhân tí, sĩ lê na phô ga sa ma đa, sĩ lê na nghiệp vô tân nhân tí, ta sa sĩ lê na vi sô tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tín phải ráng thọ trì dễ luật chứ được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thai. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã trao truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng nhân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh đâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu bách ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh quan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sinh an mạng trường, xin thâu pháp phước báo cúng dường qua thành thực phẩm mùi vị hương thỏa lòng. Dạ chúng sa thú dạ con, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Dạ dạ đã tới giờ ôn bài, cẩm nhân kính mời quý Phật tử cùng ôn bài. Dạ bây giờ kính mời cô tu nữ Tuệ Duyên. Cô tu nữ Tuệ Duyên có thuốc máy không? Cho dân một tín hiệu. Dạ kính mời Sip Tina, Sip Rạng Đông trước nha. Dạ vậy là dạ kính mời cô. Dạ, sa thú lành thai. Dạ, cảm ơn chị Cẩm Vân. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, kính lễ cô Như Pháp và kính chào quý thiền tín nữ. Dạ, bây giờ tự nhiên xin
Tiên Phong ôm kinh Pháp Cú số 197. Dạ, cảm ơn Trạng Đông đã cho biết nghe rõ. Su khu măng quá ta chi qua má quê đi nề su a quê đi nô quê đi nề su măn nô sê su quy ha ra má a quê đi nô su khu măng quá ta chi qua má quê đi nề su a quê đi nô quê ri nề su man nô sê su vi ha ra ma a quê ri nô su su khăn qua ta chi qua ma quê ri nề su a quê ri nô quê ri nề su man nô sê su quý ha ra ma a quê ri nô. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Phổ thơ Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su khu su su khăn qua ta chi qua má quê ri quê đi nè su a quê đi nô quê đi nè su manu sê su quý ha ra ma a quê đi nô. Vui thay sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù hận ai. Vui thay sống chẳng ốm đau, giữa người bệnh tật chẳng đau ốm gì. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Rạng Đông. Dạ, kính mời chị ạ. Sa thủ cụ tu nữ tự nhiên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ từng tòa minh hạnh cô tu nữ tự nhiên. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 197. Cảm ơn Sistina cho biết tín hiệu nghe rõ. Su su khang wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su ma nu se su we ha ra ma a we ri no su su khang wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su ma nu se su we ha ra a we ri no su su khang wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su ma nu se su quý ha ra ma a quê ri nô. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su su khang quá ta chi hòa má quê ri nề su a quê ri nô quê ri nề su ma nu se su quý ha ra ma a quê ri nô su su khang quá ta chi hòa má quê ri nề su a quê ri nô quê ri nề su ma nu se su quý ha ra ma a quê ri nô. Vui thay sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù hận ai. Vui thay sống chẳng ốm đau, giữa người bệnh tật chẳng đau ốm gì. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sistina tiếp theo. Con kính ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư,
Quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin được đọc bài câu pháp cú số 197. Su su khang wat ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su ma nu se su vi ha ra ma a we ri no su su khang wat ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su ma nu se su vi ha ra ma a we ri no. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Su su khăn qua ta chi wa ma, we ri ne su a we ri no, we ri ne su ma nun se su, we ha ra ma a we ri no. Su su khang wa wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su ma nu ne su we ha ra ma a we ri no. Vui thay sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù hận ai. Vui thay sống chẳng ốm đau, giữa người bệnh tật chẳng đau ốm gì. Của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong. Con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đại tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, sa thú, sa thú, kính cảm ơn Sức Tina. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào quý Phật tử. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 197. Su su khăn quá tá chi hòa má, quê rí nề xú á quê rí nô, quê rí nề xú má nút xê xú, quý há ra má á quê rí nô. Su su khăn quá tá chi hòa má, quê rí nề xú á quê rí nô, quê rí nề xú ma nút xê xú quý há ra má á quê rí nô. Su su khăn quá tá chi hòa má, quê rí nề xú á quê rí nô, quê rí nề xú ma nút xê xú quý há ra má á quê rí nô. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Bản dịch của Hòa Thượng Nông. Vui thay sống chẳng hận thù, giữa người hận không thù hận ai. Vui thay sống chẳng ốm đau, giữa người bệnh tật chẳng đau ốm gì. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và kính mời Sít Thanh Thủy, Sít Thanh Thủy có trước máy không? Kính mời Sít Thanh Thủy ôn bài. Và nếu mà Sít Thanh Thủy không có trước máy, kính mời Sít Rạng Đông để băng giảng một chút. Và kính mời Sít Rạng Đông. Và mời cô Như Pháp nha. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cụ Cảm Vân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng.
Dạ cảm ơn cô Cẩm Vân. Cô rạng đông cho Như Pháp biết được tín hiệu. Như Pháp kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, yeah, Pháp xin lỗi đạo tràng. Dạ, cô Tâm Phương điện thoại nói là không có vào gom được, nên Như Pháp phải xuất mít. Dạ, yeah, cảm ơn. Dạ, yeah, cảm ơn Thị Na, cảm ơn Rạng Đông. Dạ, yeah. Như Pháp quên mất tiêu rồi. Dạ, yeah. Bây giờ Như Pháp mến chào, kính lễ cô tu nữ Tây Duyên và mến chào Thị Na. Dạ, mến chào Thanh Thủy, mến chào cô Hoa Nguyệt, mến chào Thi An Lạc, kính chào kêu em đó, giờ không biết còn đã chào ai rồi, thôi chào hết luôn đi. Dạ, tại vì còn dư thời gian mà cũng chưa thấy Thượng Tọa, mình Thượng Tọa tự quyền vào. Dạ, mến chào Châu Phan, kính chào Hiển Mộng, kính chào Buông Bỏ, mến chào cô Cẩm Vân, kính mến chào cô Rạng Đông. Dạ, cảm ơn Châu Phan. Châu Phan nay khỏe chưa? Dạ, bây giờ thì trong khi chờ đợi cô Trần Đạo nè, không cô Trần Đạo chưa vào nữa nè, Thanh Thủy vào mà không có nhúc nhích gì hết. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông cho bài học. Dạ, bây giờ coi Tâm Phương có vào được hay không. Dạ, bây giờ thì con xin được ông bài câu Pháp của Kinh số 197. Dạ, cảm ơn cô Rạng Đông cho bài học. Su su khang wa ta chi wa ma quê đi nè su a quê đi nờ quê đi nè su ma nu xê su quy ha ra ma a quê đi nờ. Dạ, cảm ơn Châu Phan. Châu Phan khỏe chưa? Có đi chùa được chưa? Su su khăn qua ta chì qua ma quê đi nè su a quê đi nơ quê đi nè su ma nô xê su quy ha ra ma a quê đi nơ. Su su khăn qua ta chì qua ma quê đi nè su a quê đi nơ quê đi nè su ma nô xê su quy ha ra ma a quê đi nơ. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Và đây là chuyển ngữ của ba ngài hòa thượng Minh Châu. Thì Na chuẩn bị nha, nếu mà Tâm Phương hoặc cô Trần mà chưa vào đầu tràng thì Na lên cầm bịch trở lại nha. Đầu lâu cho Thì Na mà gì đó, Thì Na mà có được dịp mà cãi hai lần nha. Dạ, con xin được kể à. Cãi rồi nhưng mà giờ kể nữa. Tại vì còn giờ nếu mấy vị đã chưa vào thì mời Thì Na tiếp tục nha. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm về chào Đạo Tràng. Dạ, con xin được kể câu Pháp Cú Kinh số 197 ạ. Su su khăn qua ta chỉ qua ma về đi nay su à về đi nâu
về đi nê su mạn u sê su vi ha ra ma a quê đi nô su 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 khăn qua ta chi qua ma quê đi nê su a quê đi nô về đi nê su mạn u sê su vi ha ra ma a quê đi nô su su khăn qua ta chi qua ma quê đi nê su a quê đi nô về đi nê su mạn u sê su vi ha ra ma a quê đi nô vui thai sống chẳng hận thù giữa người thù hận không thù hận ai vui thai sống chẳng ốm đau giữa người bệnh tật chẳng đau ốm gì. Và đây là bản hộ thơ của ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức như pháp, kính cảm ơn đạo tràng. Và bây giờ thì như pháp thấy mến mà chào cô Tâm Phương, người chào đạo tràng. Dạ mời bàn tay cô Tâm Phương. Dạ Nam Mô Bụt Tha, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Kha, dạ. Dạ, hồi sáng giờ con vào hồi cái máy kia nó không có được. Không biết vì sao mà cái có cái tên của cô Nhật Huỳnh chặn ngay ở chỗ cái nói á, cái đưa tay lên nhá. Thành thử cái máy kia là dùng được, nhưng mà bây giờ mới vào trong này lấy cái máy này ra thì cái máy này là dùng được. Dạ thôi con làm mất thời gian con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, Nam Mô Bụt Tha giá, Nam Mô Tham Ma giá và Nam Mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ chư đại đức tăng với cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc câu phúc cú số 197. Su su kham wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no no manu se su quy ha ra ma a quê di nô. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù giữa những người thù hận, ta sống không hận dịch của ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay sống chẳng hận thù giữa người thù hận, không thù hận ai. Vui thay sống chẳng ốm đau giữa người bệnh tật chẳng đau ốm gì. Và đó là phổ thơ của ngài Giới Đức. Su su khâm qua ta chi qua mang quê đi nê su a quê ni đô quê đi nê su ma nút sê su quê ha ra ma a quê đi đô su su khâm qua ta chi qua mang quê đi nê su a quê đi nô quê đi nê su ma nút sê su quê ha ra ma a quê đi nô. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Dạ bản dịch ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Vui thay sống chẳng hận thù giữa người thù hận, không thù hận ai. Vui thay sống chẳng ốm đau giữa người bệnh tật, chẳng đau ốm gì. Dạ con đã đọc xong có phúc cú số 197. Con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Hôm nay con được phá lệ phải đọc thêm một lần nữa cô. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 197. Su su căn hoa hoa ta chi hoa mơ, quê rì ni su a quê rì nô. Về đi nay xuống bàn ngư xuân say xưa,
Su su kang wa ta chi wa ma. Veri ne su a veri nu. Veri ne su manu se su. We are a ma veri nu. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Su su kang wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su manun se su we hara ma a we ri no su su kang wa ta chi wa ma we ri ne su a we ri no we ri ne su manun se su we hara ma a we ri no. Vui thay sống chẳng hận thù, giữa người thù hận không thù hận ai. Vui thay sống chẳng ốm đau, giữa người bệnh tật chẳng đau ốm gì. Của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ thưa, con đã đọc xong, con kính tri ân quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính tri ân đạo tràng. Dạ thưa, con gửi mic lại cho cô Nhật Quỳnh ạ. À. Sư, con xin lỗi cô tu nữ Như Pháp. Dạ, xà thu, kinh cảm ơn cô tu nữ, à quên, cô Thi Na. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ, dạ con thành kính đảnh lễ thường tọa tuệ viên vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, xa thú lành thai. Dạ, cảm ơn nhận đồng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Kính cảm ơn Thi Na đã kể hai lần. Kính cảm ơn cô Tâm Phương. À, kính cảm ơn cô Cẩm Vân, cô Đặng Đông, cô tu nữ tuệ duyên. Dạ, đã hoan hỷ lên ông bài Pháp Cú Kinh số 197. Dạ, cảm ơn đạo tràng rất nhiều. Trong khi chờ đợi thượng tọa vào thì quý vị đã ông bài, và Như Pháp nói lại lần nữa là Như Pháp không hề biết cái gì bên mãi cô Tâm Phương hết nha. Dạ, Như Pháp không có làm gì luôn. Dạ, bây giờ thì Như Pháp kính mời đạo tràng cùng với Như Pháp đáng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được thượng tọa tuệ viên giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Tăng Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên Vận ngầm người khẩn khoản phần nhận lời, nhưng chẳng gì hay việc làm mở đạo dạy đời, nhắm giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hà dạp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi gặp chúng ni, tôi mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ của thỉnh thượng tọa tuệ viên từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học từ vựng sự và ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh số 198.
Như Pháp kính chúc đạo tràng một buổi học Pháp được an vui tiến hóa. Và dạ, cảm ơn cô Rạng Đông đã cho bài học. Và dạ, con kính dâng minh đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy, giá Nam mô Tham Mai, giá Nam mô Sơn Khai, với đại chúng nghe rõ. Và dạ, cảm ơn cô Như Pháp cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tự Đức cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dập sư bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwade Nisawakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Sawakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh theo câu ý tán dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyên nhờ quay lực Tam Bảo hàng do hầu đến chư tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chúng tôi được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bố Thầy Giá và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học và câu pháp cú. Số 198 mà trong duyên sự nó là ba câu kệ. 197, 98, 99 và câu 200. Đó chính là cái duyên sự của cái bài kinh này, của cái trường pháp cú này. Kính thưa quý vị, bây giờ thích nghĩa một câu số 198. Su su khang wata chi wa ma a tu re su anatura anature su manusse su vihara ma a natura. Cái hợp từ mà su su khăn quá ta chi quá ma a re su hôm qua chúng ta đã học thì chúng tôi cũng thích nghĩa lại. Su su khăn quá ta chi quá ma về ri ne su a re ri no. Đã hôm qua tức là nói về cái những người không hận thù, còn hôm nay chúng ta gọi là xuất khăn qua chi qua ma are anatura. Anatura nó khác chữ anatura. Dạ thì kính thưa quý vị, su xuất khăn từ cái chữ su cộng xuất khăn nó một cặn từ, nó thêm tiếp đầu ngữ xú. Xú là tiếp đầu ngữ. Xú là chẳng hạn như là chữ diệu đó, tốt đẹp cái này, tốt đẹp cái kia là diệu này, diệu kia là xú. Đó, thí dụ như người ta xài chữ xú, tiếp đầu ngữ xú. Mà nó cộng với trang từ xú khác. Là vui vẻ, là hạnh phúc, có nghĩa là vô cùng, vô cùng vui, vô cùng an lạc. À, nhớ không? Rồi tổ chữ chi qua mát, cái căn chi chi quá động từ, để nó nghe tha động từ nữa. Chúng ta sống chi chi quá tí đó. À mát để chia cho hiện theo hiện tại phân từ thôi chứ không có chuyện gì. Chúng ta đang sống. Còn cái chữ về rí nề xú, về rí nề xú, về rí nề xú, đây là một danh tính từ giữa những người thù hận. Thì chữ về đó là sự một danh từ trung tính là sự thù hận và tiếp tục ngữ ý chỉ cho sở hữu, có nghĩa là nói đến cái gì? Là giữa hay hoặc chính cái người thù hận đó, chính người thù hận. Chỉ sự sở hữu, cái tiếp đầu ngữ y chỉ sở hữu, tức là về về đi nê số. Còn á về đi nô là tiếp đầu ngữ á, tức là ná hoặc là á là không á, cộng với về đi, tức là cái chữ về đi. Về đi đây có nghĩa là giữa những người, giữa những người, giữa những người. Mà chúng ta biết chữ V đó là thù hận.
cái chữ thù hận thì ở bên này á, cái chữ á tu rê su, một danh từ nam tính giữa những người ốm đau. Anature này, Ature su, Ature su, Atura, Atura là một danh tính từ cộng với một danh từ nữa, có nghĩa là người, người ốm đau, người bệnh hoạn. Không, cô đừng có lấy tiếp, cho bỏ cái chữ. Chúng ta là Ature su là giữa những người ốm đau. Ature su là những người ốm đau, chúng ta là những người thù hận. Còn Anatura, Anatura là một, cũng là một danh tính từ những người mà cộng tiếp đồ ngữ An, từ ngữ Á là người không có, không có ốm đau. Đâu hôm nay chúng ta học một câu 98 mà 98 thì đâu có, đâu có là những người bệnh hoạn. 97 hôm qua rồi, cô chừng cô có lộn không? Dạ, những người ốm đau, đúng rồi, phải thù hận, nó bỏ cái chữ thù hận đi. Anatura là những người, những người, dạ không, sẽ đọc lộn. Atura, Atura là giờ nãy, hồi nãy bên kia thì sẽ đọc bên kia, như là đó là cái chữ nó đổi rồi. Averino á thì mới là thù hận. Còn ở đây là Ature, Atura, Atura là cái người bệnh hoạn. Dạ. Và Anatura tức là từ cái căn, cái đồ ngữ. Dạ. An tức là những người không, không bệnh hoạn. Dạ, những người không, không ốm đau. Anatura đúng rồi. Đúng rồi. Cũng như trên vậy đó, Atura. Ature su Manusse su viharama anatura. Có nghĩa là từ cái chữ, từ cái chữ vihara, viharama là có nghĩa là chúng ta. Thì chẳng hạn đây là nó chia ama và ami, tức là chúng ta, chúng tôi đó. Tiếp đầu ngữ ví chỉ sự nhấn mạnh. Hara có nghĩa là cái căn ha, là sống cư ngụ. Thì ở đây chúng ta được một cái, một cái là giữa những cái người, giữa những người không, không có bệnh hoạn, giữa những người giữa không, không có bệnh hoạn, ta sống không, không bệnh hoạn, vậy thôi. Anatura cũng là Atura, Anatura những người, từ những người không bệnh hoạn. Vihara, viharama, chúng ta sống, cho chúng ta cư trú không, không bệnh hoạn. Thêm cái chữ vihara, cô lật ngược ở cái cô tra vô cái câu á, đạp từ cái căn viharama tiếp đầu ngữ ví chỉ cho sự nhấn mạnh. Manusa là giữa những người, manusa số giữa, giữa hay là tức là chia theo định sơ cách đó, trong, trên, tâm tại hay là giữa. Manusa, manusa là người, tiếp đầu ngữ tức là danh từ nam tính vì ngữ á mà cộng với định sơ cách, cho nên nó giữa hay là trên, trong, tại, giữa, giữa những người. Dạ đúng vậy, chia theo định sơ cách. Anatura là đúng rồi, Anatura tức là những người không, không có bệnh hoạn. Vui thay, chúng ta sống không bệnh hoạn, giữa ấm đau, giữa những người bệnh hoạn, ta sống không ấm đau, vui. Đấy là của Hòa Thượng Minh Châu. Còn Hòa Thượng Giới Đức là vui thay, sống chẳng ấm đau, giữa người bệnh hoạn chẳng đau ấm gì. Đó là của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ. Thì chúng ta bắt đầu vào cái duyên sự. Thì như cái duyên sự này hôm qua chúng ta đã được nghe, hôm nay cũng lặp lại một cái duyên sự đó cho quý vị nghe tiếp tục nữa. Hôm qua 97 cũng đã, cái câu trước ấy, khi mà dạy thì cũng đã, vị giảng sư dạy cũng đã nhắc rồi.
thì đây là một cái cuộc tranh giành nước giữa hai cái bộ tộc với nhau. Thì cái chuyện mà giành những cái dòng nước ở trong dòng sông, chuyện này không phải của ngày hôm nay, mà ở các nước trên thế giới người ta tranh giành, mà có sự tranh giành từ thời Phật còn hiện thế cũng đã xảy ra. Khi Đức Phật ngài ở tại giữa cái câu chuyện này, Đức Phật ngài thuyết ra giữa hai cái hoàng tộc Thích Ca và đề cập đến sự tranh chấp của quyến thuộc. Thì tương truyền rằng hai họ Thích Ca và Sắc Giá, họ Sắc Giá và họ Cô Lý Giá đã hợp tác nhau ở trong một cái đập chung để dẫn nước. Cái đập tức là một cái hồ nước lớn á, để dẫn nước từ sông Rohini vào giữa thành Kapila Quốc Thú và thành Cô Lý Giá để trồng trọt hoa màu trên những cánh đồng ở hai bên bờ sông. Thì đến cái tháng gọi là Chết Thá Mu Lá, tức là tháng 6 hay là Asalaha Mu Sá đó, tháng 6 tháng 7 đó, thì năm ấy nhận thấy các vụ mùa bị thất nhiều, hai bên nông dân hai bờ hợp nhau lại. Dân Cô Lý Giá thì lên tiếng nước nói rằng nếu nước sông này dân dẫn nước mà chia đôi để tưới cả hai bên sông thì không đủ cho các vị lẫn bên chúng tôi. Vụ mùa của chúng tôi sắp chín tới, chỉ cần một lần tưới nữa thôi. Vậy các vị hãy dành trọn cái nước sông này cho chúng tôi sử dụng đi. Thì nhóm dân ở dòng họ Thích Ca cũng nói rằng sau khi các vị gặt lúa chín chất đầy kho rồi, chẳng lẽ chúng tôi lại lấy vàng bạc ngọc bích ngọc tuyền hay tiền bạc ra xách theo những cái thùng rổ túi đến nhặt gơi. Vụ mùa này chúng tôi cũng chỉ cần một lần tưới nữa thôi, vậy hãy nhường cả cái dòng sông này cho chúng tôi. Thì bên Cố Lý Giá nói rằng nhất định chúng tôi không có nhường được, chúng tôi cũng không nhường để các vị lấy hết dòng nước này. Thì bên Sắc Cái Giá cũng nói như vậy. Thì cái thứ thì thế là cái cuộc bàn luận đi đến bế tắc, và một người đứng lên ấu đả đánh đập với nhau. Thế là cuộc xô sát nó lớn rồi. Thì trong hai họ, trong hoàng gia bắt đầu đánh nhau cùng với những lời biêu xấu kịch liệt. Những người Cố Lý Giá thì mới nói này, những người dân thành các cái lấu thuốc, các người hãy dẫn dắt các con cái đi. Những kẻ sống chung với em gái của mình giống như con chó và chó nhà và chó rừng, thì những voi ngựa khiêng vũ khí của những cái ấy chỉ có được sẽ làm gì được chúng tôi. Thì những người dòng Sắc Giá cũng mắng lại rằng này những kẻ cùi hủi, các ngươi hãy dắt con các ngươi đi, những kẻ cùi hủi bệnh hoạn vô hại giống như thú ở trên cây táo, thì những con voi con ngựa và vũ khí của những kẻ ấy thì làm gì được chúng tôi. Thì hai nhóm bến nông dân này đem câu chuyện tranh chấp báo cáo lên hai hoàng tộc biết tin. Thì các chiến sĩ của dòng họ Thích Ca nay nịch gọn gàng và mang vũ khí ra hét lên rằng chúng ta sẽ biểu diễn tài nghệ của những người sống với những người anh chị em gái của mình cho bọn bay thấy. Thì các chiến sĩ Cô Lý Giá cũng nay nịch gọn gàng mang vũ khí và hét lên rằng chúng ta cũng sẽ biểu diễn tài lực của những người cùi hủi cho các ngươi coi, cho các ngươi thấy. Thì sáng hôm sau thì Đức Phật ngài quán xét theo thông lệ, ngài nhìn thấy quyến thuộc của ngài á đang tranh giành nước, và ngài quán sát thấy nếu như kẻ không can thiệp thì họ sẽ giết hại lẫn nhau. Bắt đầu Đức Phật ngài đi đến, thế rồi Đức Phật ngài dùng thần thông đi đến đứng giữa bên hai dòng sông Rohini, đứng giữa dòng sông Rohini ngồi kiết dài giữa hư không. Thì quý vị biết ngồi kiết dài giữa hư không, quyến thuộc trong thấy Đức Bổn Sư thì liền ném vũ khí xuống sát đất và đảnh lễ ngài. Thì Đức Phật ngài mới hỏi hai bên rằng Tâu Đại Vương, vì sao có cuộc tranh chấp này, trẫm không được biết, vậy thì ai biết bây giờ? Vua đáp có lẽ Phó Vương, khi hai vị Phó Vương hỏi thì có lẽ quan tổng binh biết, lần lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng thì tới các nông dân. Họ đáp bạch ngài, đây là cuộc tranh giành nước sông Rohini. Đức hỏi hai vị vua, Tâu Đại Vương, nước
cái giá trị của nước á, của nước sông nó đáng bao nhiêu. Bạch ngài, nước giá rẻ lắm. Tâu đại vương, sĩ sắc đế lịch, các chiến sĩ sai lỵ thì giá bao nhiêu? Bạch ngài, các chiến sĩ sắc đế lịch, sắc đế lỵ thì giá rất là cao, nó vô giá. Thế thì nước có giá trị rẻ như vậy, tại đem đánh đổi bằng các giá trị của chiến sĩ sắc đế lỵ à? Như vậy có thích đáng không? Mọi người đều im lặng. Đức Phật gọi hai vị vua hai bên đến và phán rằng: Tâu đại vương, vì sao ngài làm như thế? Nếu như hôm nay Như Lai không đến đây thì máu các ngươi nhuộm dòng sông rồi. Các ngươi làm điều không xứng đáng. Các ngươi sống trong thù hận, trú trong ba pháp thù hận, còn Như Lai sống không thù hận. Các người sống trong tham ái, còn ta sống không tham ái. Nói rồi Đức Phật ngài nổi lên: Vui thay, ta sống không hận thù giữa hận thù, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Vui thay, ta sống không bệnh giữa những ốm đau, giữa những người bệnh ta sống không ốm đau. Vui thay, ta sống không rộn giữa những người rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Thì kính thưa quý vị, ngày trước liền ba cái câu kệ. Thì cái câu kệ này Đức Phật ngài không chỉ nói đến cái sự tốt đẹp của những hàng tại gia, của những người tại gia cư sĩ, không phải là bậc xuất gia sống bằng một nghề, mà chúng ta phải sống, tức là không riêng về những người tại gia hay xuất gia, mà những người sống bằng những nghề như là y sĩ hay hoặc vân vân, hàng nói chúng ta sống được an vui, nhưng chúng ta sống không thù hận với một số những người thù hận. Và những người không có ốm đau, chúng ta sống không có ốm đau, thì đây mới thật là cái sự hạnh phúc. Thì tất cả các câu kệ đó chỉ nói lên cái gì? Những người bệnh hoạn, bệnh tật là những người mà có nhiều cái tâm phiền não. Trong số những người bệnh tật là phiền não, là những người không tham ái, tầm cầu ngũ dục, thì người ấy không có thể có hạnh phúc. Và nếu như không bị như thế thì những người có hạnh phúc. Ở đây chúng ta thấy cái câu chuyện này, đó là câu chuyện không bệnh hoạn ốm đau. Những người bệnh hoạn ta không bệnh hoạn, những người ốm đau ta không ốm đau. Ở đây không phải nói đến một cái chuyện bệnh hoạn mà kiểu như cảm sốt, cảm mau, sổ mũi hay bệnh này bệnh kia, ngay cả bệnh dịch luôn cũng phải vậy. Mà cái bệnh này là đây là một cái bệnh phiền não của tất cả chúng ta. Bệnh phiền não đó mà mỗi con người đều mang theo. Đây chính là tâm bệnh. Tâm bệnh. Đầu tiên, dòng Cô Lý Giá và dòng Sắc Cái Giá hạ bệ lẫn nhau, nói những lời lẫn nhau và tranh chấp trên cái dòng nước. Từ những cái đó, cả hai dòng họ, Sắc Cái Giá và Cô Lý Giá, chiến sĩ hết sức là can trường, thời đương thời Phật. Thì hai dòng chiến sĩ này rất là mạnh mẽ so với các bộ tộc khác đương thời thời Phật đó. Nhưng điều họ lại vì cái gì? Vì cái tâm bệnh phiền não của họ. Họ đang bị bệnh, họ đang có nhiều cái sự thù hận. Và cái tâm mà tâm sái quấy chính là cái tâm bệnh hoạn. Hay là tâm bệnh đó, cái thân bệnh mà nó không bằng cái tâm bệnh. Cái thân bệnh thì uống thuốc có thể chữa trị. Cái thân bệnh đó là bệnh cảm mạo, bệnh đau nhức, bệnh hen, bệnh suyễn, bệnh nhức đầu, bệnh trúng gió, vân vân, bệnh phong này nọ, tất cả những điều có thể dùng thuốc điều trị. Nhưng có một cái bệnh hay có một cái sự bận rộn, có một sự rộn ràng, có một sự mệt mỏi, đó chính là phải dùng pháp điều trị mới được. Tức là phải có một cái sự nhường nhịn, phải có một sự tự lực tự chủ, phải có một cái sự hiểu biết để quán với thân mình. Hành động đó, giá trị đó không thích hợp để chúng ta làm. Chúng ta là một sắc đế lỵ hay chúng ta là một người tốt đẹp thì thời không có làm những cái hành động tệ hại và ác xấu như vậy. Thì khi nó nghe nói như vậy thì đối với các vị vua mới thấy rằng cái hành động của mình hết sức là tệ hại. Hai vị vua mới thấy rằng các chiến sĩ của mình đã sai lầm. Mà khi nghe
ở dưới các cái nông dân cự nữ với nhau, rồi trong đó cũng có một số ít, có một số ít của người hoàng tộc của hai bên, và thế là cái sự hòa giải nó không có đưa đến tốt đẹp, đưa đến hòa bình, hay đưa đến cái sự thỏa thuận, đưa đến cái sự chấp nhận, thì thế là bắt đầu sự căng thẳng xảy ra. Và cái sự căng thẳng dẫn tới cái tức là binh khí miệng lưỡi không xong, thì bắt đầu đến cái sự đánh đập và đến các cái chiến giáp của các chiến sĩ bắt đầu xuất trận. Cũng may là có Đức Phật ngay cản ngăn. Thì ở đây chúng ta thấy tất cả những người này là bệnh hết. Cho nên thường thường á, nhiều khi cũng vui lắm quý vị. Các sư nói chuyện với nhau đó thôi. Nhiều khi nói với mấy người này bệnh rồi. Khi mà có một số người ta ca ta thắng như thế này, người ta nói như thế kia, thì các vị chỉ nói tóm tắt một câu thôi, những người này bệnh rồi. Tôi nghe nói như vậy để có cái tâm, cái lắm lòng tha thứ cho chính họ. Bởi vì họ bệnh cái gì? Họ bệnh cái phiền não. Hay là họ không bình thường. Tức là thân của họ không có được khỏe. Tâm của họ không được khỏe. Chứ không phải là Đức Phật Ngài là tán. Dĩ nhiên, nếu như thân và tâm, thân không bệnh, đó là cái điều tốt. Nhưng không bệnh nhưng tâm bệnh, thì đây là một điều cũng cần phải xét lại, cũng cần phải suy nghĩ lại. À, cái điều này nó hay vậy đó. Cái tâm mà tâm bệnh á, thân bệnh mà tâm không bệnh, tức là tuy đau nhất nhưng người ấy không có sợ hãi, người ấy không có hèn nhát. Có những người quý vị biết bệnh một cái sợ hãi, thì vừa thân bệnh và tâm bệnh. Bệnh một cái là người ta nói rằng nhà nghèo đứt tay hơn mài đổ ruột. Thì cái mà bệnh hoạn ốm đau đó của cái người nghèo, nó có một can trường. Thứ nhất là họ không có quan tâm, họ không có điều kiện, và thế họ chấp nhận với cái gọi là đứt tay, kiểu như là chảy máu một chút xíu ở tay hay chân, do té, do đánh, hay hoặc là do những cái sự va đập giữa cái thân xác này, họ cảm thấy nó rất là bình thường. Những người thân cũng vậy, những cha mẹ cũng vậy, là thế, coi như là lo lắng đau đớn cho con chút xíu thôi, nhưng họ không có phải căng thẳng. Nhưng khi mà với những người giàu có đó, thì họ sợ con của họ nó đau, con của họ sợ nó bị nặng. Và có thể gây tới chết người. Họ sợ sai như vậy. Ở đây thì chính vì cái sự sợ xa, cái sự lo xa đó, những người này, đây những người chỉ mang một cái tâm thân bệnh nhỏ thôi, nhưng họ mệt mỏi, họ đã uể oải, họ bỏ chán trường, họ làm lớn chuyện. Và cái lớn chuyện đó chính là cái phiền não đó họ lớn, chứ không có chuyện gì. Và chúng ta thấy có nhiều người gọi là quan trọng quá vấn đề, đó cũng chính là cái tâm bệnh. Một cái nhỏ mà chúng ta coi nó rất là ghê gớm, rất là lớn, thì đây cũng chính là một bệnh lớn. Một tâm bệnh đó chính là cái gì? Cái sự bực bội, cái sự khó chịu, cái sự thân tật lẫn hối, ganh tị, bỏng sáng, câu thúc, so sánh, đố kỵ, tham tật kiến ngã mạn, sân tật lẫn hối, vô tàm vô úy, phóng dật. Đây là một chủng liều bất thiện, cũng là một chủng liều mang đầy mầm bệnh của tâm. Mà khi nào mình biết tu tập mới biết vượt qua được, và đặc biệt là tu tập về thiền quán để mới thấy được đây chính là tâm bất thiện, đây chính là tâm phóng dật, đây chính là tâm tham, đây chính là tâm sân, đây chính là tâm hiềm hận, đây chính là cái tâm mà chấp thú, đây chính là cái tâm oán hờn, tức giận, vân vân. Thì cái hình thái như thế đó, thì kính thưa quý vị, chúng ta đọc, chúng ta nghe cái kinh văn nó bình thường, nó chỉ là bệnh hoạn. Như Đức Phật Ngài dùng một cái nghĩa bóng của nó trong cái bệnh hoạn đó,
hay cái tâm mình quá bệnh hoạn, tức là tâm của những người có tà tư, tà tâm, có dục tầm, sân tầm và hại tầm tứ duy, có tham ác, sân ác, có tà kiến ác, có sân tật lẫn hối, vân vân. Thì nói chung cái tâm thấp hèn, cái tâm tệ hại. Mà nếu như là một người tu, hay là một người phàm gì cũng, người thường cũng vậy, người tu vậy, người không tu cũng vậy, thì họ đang bị bệnh, họ không hiểu. Đức Phật ngài chỉ rõ cho tất cả chúng ta thấy, nhiều khi chúng ta đang khỏe, không có bệnh hoạn ốm đau gì, nhưng tâm chúng ta bệnh, rất là bệnh, chính là cái tâm của chấp thủ, cái tâm của sự thù hận, cái tâm của cái sự khát ái, cái tâm của cái sự hưởng lạc, cái tâm của cái sự quán trách, bực bội, khó chịu, ngay cả cái tâm của cái sự tham ái cũng chính là phiền não. Mà ở trong cuộc đời này tại sao như thế? Ở khi nào, một là tâm định, hai là tâm chánh niệm có mặt thời, và các pháp, các ác bất thiện pháp được đẩy lùi. Cho nếu như cái thiện ác của cuộc đời nó cũng khác cái thiện ác của cái cái nói lên một cái giá trị của Phật pháp. Ở đời á, người ta không chửi ác, người ta không chửi, người ta không đánh đập, nhưng người ta suy nghĩ á, thì nó không sao. Nhưng nói theo từ kinh văn, theo Phật á, cái giáo lý nhà Phật hay là cái lời dạy của Phật á, thì là khi tham ác, khi sân ác, khi tà kiến ác, đó chính là tác thành tội, chứ không phải là nói dối, nói hay lửa, nó đâm thọc, nó độc ác. Ý bắt đầu thân sát sanh trộm cướp tà dâm khẩu, không nói dối, nói hay lửa, nó độc ác. Ý tham ác, sân ác, tà kiến ác, thì như thế mới gọi là ác. Tinh thần của nhà Phật không nói, không làm, không nói ác, chứ chắc là điều cũng chưa có tốt toàn, bởi vì họ còn có ý ác, ý tham ác, sân ác, ý tà kiến ác. Nó như lớn như vậy đâu quý vị. Mà nếu như ý còn như thế, tức là tâm này vẫn còn bệnh hoạn, vẫn còn ốm đau, vẫn còn phải chịu cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị chịu cái sự vô ngã của các pháp, phải chịu được cái sự sanh sự diệt của danh và sắc này. Đó. Thì nếu như chúng ta tu, chúng ta mới hiểu được tại sao mà, thì là chúng ta mới thấy cái lời Phật dạy nó rất là hay. Thấy bình thường không có được bình thường. Nhiều khi thấy người ta không bình thường, nó rất là thường, do cái tâm của người ta không có có bị bệnh. Người ta được một cái sự định tĩnh, tâm của người ta có một sự tu tập, có một sự tốt đẹp. Khi chúng ta biết cái trung tâm của chúng ta bất thiện, thì chúng ta mới nó mới cái thiện nó khởi sanh. Khi chúng ta biết phóng dật, chúng ta đã phóng dật, thì thời niệm quay về, có chánh định quay về. Chứ nếu chúng ta không biết, thì luôn luôn bị cái gì, luôn luôn bị cái phiền não, luôn luôn bị cái tham, cái sân, nó đeo, nó níu, một cái si nó che khuất, mà chúng ta không thấy, không hiểu. Đây là giá trị sự thật, đúng quý vị. Cho nên con người bệnh, thân bệnh không sao, cái thân bệnh này mà nó do cảm mạo thời tiết, hay nó do dịch bệnh như hiện nay Covid vậy đó, rồi bệnh tất cả các cái bệnh căn thư, bệnh ung thư, bệnh ruột già, ruột non, bệnh máu huyết, nói chung tất cả cái đó nó đều là thân bệnh. Mà thân bệnh thì là yếu tố của khách quan cũng đã tác động, như là thời tiết, môi trường và sống, cái sự sinh hoạt. Như virus ngày hôm nay nó lây truyền do sự sinh hoạt của chúng ta đứng gần, hay là chúng ta đụng chạm những cái đồ vật mà cái người bệnh cái COVID-19 đó, chúng ta bị truyền lây, do một là do hơi thở, hai nữa là do cái gì, nhất là hơi thở,
và do những cái vật dụng mà chúng ta sử dụng cùng với những người bệnh, thì thế là nó là cái con virus nó lây nhiễm. Thì nó lây nhiễm như thế thì gọi là chúng ta gì? Xin lỗi, trước nhất là chúng ta bệnh gì? Vì thân bệnh. Nhưng cái con virus nó vào rồi, nó làm cho tâm chúng ta bệnh. Bệnh sao mới dục biết không? Bệnh là nó gì? Nó gây chúng ta đau khổ, nó gây chúng ta sợ hãi, nó gây chúng ta có cái sự tuyệt vọng. Thì đó chính là những cái gì? Những cái tâm bệnh hết sức là nguy hiểm. Nhiều người đó, khi mà họ bị cái virus, họ rất sợ. Họ sợ chết bất thường, không biết lúc nào. Hay hoặc là nó ăn, nó nhập vô rồi, cái nó phá phổi, thế là banh cái phổi luôn. Thế là nó, chúng ta phải thở không được. Mà cái phổi nó hư là thở không được. Mà khi thở không được thì phải chết. Nó không tiếp được cái oxy để thở ra, thở vào, hít vào để thở ra. Nó không còn đủ khả năng để lọc, đủ khả năng để vận chuyển cái hơi thở như ý của mình được. Quý vị thấy cái hơi thở không hơi được nó mới chỉ là thân bệnh. Nhưng cái tâm bệnh nó chính là cái tâm, khi mà cái tâm sợ chết, cái tâm muốn tồn tại, cái tâm muốn sống khỏe, sống hùng, sống mạnh và sống dai. Nhưng có thể nói sống hùng, sống mạnh khi chúng ta còn đang mạnh. Chứ nên khi chúng ta gần chết, chúng ta chuẩn bị chết và chúng ta chết, thì ngay cái lúc đó mà chúng ta không có phải sợ hãi, không phải tiếc nuối, không phải oán hờn, không phải ca oan trách oán gì. Rồi, đó như thế thì chúng ta mới là những người mà có cái sự tự tin đối diện với cái chết, không sợ chết. Thì cái không sợ chết đó, chúng ta duy lý tất cả vô cái nghiệp của mình, chứ mình không sợ nữa, rồi tất cả phải chết. Cho nên người ấy đối diện với cái chết và thế là vượt qua được cái chết. Vượt qua được cái chết có nghĩa đây tức là vượt qua cái gì? Tức là họ không sợ chết, họ chết và họ tiếp tục thể đi tái sinh ở giới cao, ở cái giới lành. Nói như vậy, bởi vì đó phần ngày dạy chúng ta cần thường xuyên phải niệm cái chết. Cần thường xuyên phải niệm cái từ tâm, niệm cái chết. Mong rằng tâm mình luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng nói với tự tâm, làm với tự tâm, không nói, suy nghĩ với tự tâm, không nói, không làm, không suy nghĩ với sân tâm. Và tâm của mình luôn luôn có cái gì? Có cái sự giữ gìn xuyên qua tam nghiệp. Không dùng cái sức mạnh này, cái hành động này để hại người. Mà cũng không dùng cái lời nói này để tán thán, để mua lòng người khác, chiêu dụ người khác cũng sai. Mà cái nói của chúng ta, nói được cái gì? Nó đưa đến cái sự hòa hợp, nó đưa đến cái sự tốt đẹp, chứ không phải nói đưa đến cái sự bệnh hoạn. Lời nói chúng ta không bệnh hoạn, hành động của chúng ta không bệnh hoạn, và ý nghĩ chúng ta không bệnh hoạn, thì xem như lúc đó chúng ta là những người thiểu bệnh một chút xíu. Thì từ chỗ thiểu bệnh chúng ta mới khinh an được. Chỗ này nó hay nè quý vị. Từ chỗ bệnh, thiểu bệnh mới khinh an. Khinh an của thân hay tâm này. Mà từ chỗ khinh an của thân và tâm thì chúng ta mới tiến tu được cái quả vị an lạc, cái vị giải thoát cao cả hơn, tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay chúng ta thấy tất cả những cuộc chiến nó đều phải xuyên qua cái sự đàm phán, chứ còn không nữa dùng cái vũ lực đối diện với nhau thì biết bao nhiêu sinh linh đồ thán. Thời xưa có Đức Phật ngày ngăn chặn dòng Cô Đi Giá và Sắc Cái Giá tranh giành nước. Ngày hôm nay các nước cũng tranh giành những cái dòng nước, và nước nào ở trên thượng nguồn họ chặn đường thì dưới hạ nguồn này cũng đói. Hay là có những cái bờ sông, có những cái ranh giới mà tranh chấp ở trên đó cũng chính.
tranh chấp, xem như tranh chấp cái vị trí của quốc gia, vị trí, sự thật ra cũng đó chính là về nước, tức là tranh chấp cái sử dụng những cái tài, tranh chấp đó có nghĩa là trên cái tài nguyên của người ta, và những người mà có cái nước có nhiều cái sức mạnh thì đi lấn lướt những cái nước khác, chứ sự thật ra cái đó vẫn là chính là một sự tranh chấp. Thì ở đây kính thưa quý vị, một con người mà hiểu được cái giá trị của vật chất để đánh đổi, đem cái giá trị vật chất ra để đánh đổi cái gì? Cái giá trị của mình, cái nhân cách của mình, cái phẩm cách của mình. Ủa? Người đệ tử luôn luôn phải thể hiện một cái chánh tư, một cái chánh tầm một cách rõ ràng, chứ không phải là mình nói một cách bình thường được. Chúng ta sống không bệnh của thân là một chuyện, nhưng tâm này không có bệnh hoạn. Cái câu này nó rất dễ hiểu, là chúng ta nhớ thường thường có số người mà cái đầu óc người ta nó bậy bạ hay là nó ghê gớm á, thì bình dân ta cũng nói cái đầu này nó bệnh quá rồi, tức là chứa nhiều cái thứ tầm bậy tầm bạ trong đó, mà chứa nhiều cái thứ tầm bậy tầm bạ đó tức là chính là bị bệnh. Cũng như vì cái sự tranh giành để mình được lợi, phục vụ cho tham ái này, cũng chính vì cái nghĩ rằng ta là dòng của chiến sĩ, ta là dòng của tốt đẹp mà bị mắng nhiếc, bị hạ nhục như vậy, ta phải bảo vệ nó, ta phải chắn che nó. Thì cái ý nghĩ đó, cái ý nghĩ của chấp thủ, cái ý nghĩ của chấp thủ về dòng giống, chấp thủ về cái giá trị chiến sĩ của mình, sắc cái giá của mình. Dòng sắc cái giá là dòng chiến sĩ đó, mà cô đi giá cũng là chiến sĩ nữa. Cho nên cái đó là cái bệnh. Cho nên nhiều người mà có cái tánh tự ti, có nhiều cái tánh tự ái, có nhiều cái tánh khoe khoang, có nhiều cái tánh tự cao, có nhiều người có cái tánh tự ti mặc cảm, hay là cảm thấy sợ hãi, cảm thấy hốt hoảng, thì tất cả mọi thứ đó nó đều là, kính thưa đại chúng, đều là bệnh. À hay như vậy, đều là bệnh hết. Người thắng cũng bệnh, người thua cũng bệnh. Người thua thì cảm thấy thua thiệt, cảm thấy chán chường, cảm thấy mệt mỏi. Người thắng tuy có hăng say, tuy có vui mừng, nhưng có bao lâu? Hôm nay mình thắng người ta, ngày mai cũng sẽ có người khác thắng. Hay là chính vì cái lòng mà tự cao, tự mãn, tự đại đó, nó chính một cái bệnh hết sức là trầm kha, nặng nề ở trong cuộc đời. Nếu chúng ta hiểu về cái tinh thần đi ngược lại vấn đề. Vì vậy, cái bệnh hoạn ốm đau là một sự đau nhất của thân xác. Nếu mà nếu nói về cái thân bệnh, nhưng đau đớn tâm hồn chính là tâm bệnh. Tức là được thua mất còn, được khen bị chê, được thua mất còn, có không không có, những gì chúng ta mong ước mà nó trôi xa, chúng ta không cần mà nó đưa tới, mà nó đẩy tới. Thì tất cả những hình thái như thế đều là cái chất liệu, nó đều là cái ác bất thiện pháp. Dù cho có được một cái gì đó trên cuộc đời này, thì nó cũng bị thời gian nó chi phối, rồi cũng dĩ vãng, cũng qua đi. Sự thật là như vậy. Cuộc đời là một dòng chảy vô tận, để lại con người
là sự thù hận, để lại con người là cái sự bệnh hoạn, để lại con người là cái sự sợ hãi, cái sự bận rộn, cái sự rộn ràng của cuộc đời. Nếu như ai biết để không có cái sự thù hận, không có sự bệnh hoạn, không sống không bị bận rộn rộn ràng mà nhẹ nhàng vượt thoát đi, thì người đó phải có cái gì, phải biết sống có cái chánh tính, chánh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh tuệ, hay là có cái gì, có cái vô bệnh. Vô bệnh là lợi tối thắng. Vô bệnh ở đây là cả thân và tâm, hay ít nhất cũng là thân bệnh nhưng tâm không bệnh. Như chúng ta thấy ngày xưa đó, chẳng hạn như ngày Chắc Khúc Ba Lá cũng vậy, tuy thân của ngài có mắt ngài đau nhất nhưng tâm của ngài không có đau nhất, đó cũng là hay. Rồi nhiều các thầy tỷ kheo thân có bệnh, đang bệnh hoạn, đau nhức ốm đau, nhưng tâm không có bị bệnh, tâm không có cái sự sợ hãi, tâm không có cái sự khiếp đảm, tâm không có một cái sự ái luyến, nghĩ rằng mình được như cái này, mình mất như thế kia. Cho nên vì vậy, nếu như chúng ta tu tập á, thì chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ kỹ, rằng khi nào chúng ta còn phiền não, ngay khi đó chúng ta chưa có thành tựu một cái gì đó gọi là tốt đẹp cả, mà còn nhiều cái điều mà chúng ta cần phải có một cái sự suy nghĩ lại. Chúng ta chưa có tuyệt đối đâu. Ngay khi nào chúng ta còn là phàm phu, chúng ta chưa là bậc thánh, thì con người phàm phu đều là những con người thiếu sót, phạm lỗi, phạm phải, chứ không phải là một có một giá trị tuyệt đối. Mà khi biết, khi hiểu như vậy là một sự tiến tu cực kỳ lớn, xin nhắc lại. Chứ còn để mà chúng ta không bệnh hoạn thì là một điều quá tốt đẹp, nhưng chúng ta cũng tránh, chúng ta làm sao chúng ta không bị bệnh, hơn là chúng ta bị bệnh rồi trị bệnh được thì là một điều tốt. Nhưng cũng tốt hơn hết là chúng ta phải tự tạo cho mình một cái trạng thái không bệnh, hay là một cái đề kháng, đó chính là một cái sự giữ gìn của niệm, của định, của giới, của định, của tuệ, hay là của niệm, của định, hay của một cái trí tuệ này, để quan sát, để hiểu biết được các pháp nó vô thường, các pháp nó